Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với em nha. Thì hôm nay bên em lại tiếp tục sẽ một bi của Lim. Thì như cái bi này thì trước mắt các bác đang thấy đây, thì cái này là em đang sẽ cho khách nha. Cái này là khách đã đặt rồi. Đó, thì hiện tại là cái bộ này nè, như cái tấm này là khách đã đặt rồi. Cái này là khách đặt một bộ rồi, dày 12 phân. Đó, thì nói chung bộ này dày 12 phân. Và hàng khách đặt thì nói chung đặt là hàng đẹp, thì em sẽ hàng đẹp cho các bác đó. Thì như các bác thấy này, hàng này vân rất là đẹp luôn nha, hàng bảo đảm với các bác là vuông thành sắc cạnh. Bình thường như những cái bi gỗ này thì đa số là em mua lựa nha, em mua lựa những cái bi nào mà nó phải vuông cạnh với lại tim đẹp thì em mới mua đó. Mua thì khi mà hàng các bác đặt ấy thì mình sẽ ra được những cái tấm đẹp, chứ không phải là em mua hàng công như một số cơ sở khác nha. Nếu mà mua hàng công á, hàng công thì giá nó rẻ hơn nhiều luôn. Như cái tấm này thì sẽ ghép vào với cái tấm nãy em vừa quay đó. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy nè. Nếu mà như mà mình mua hàng công á, mình mua hàng nguyên công luôn thì nó sẽ rẻ hơn là hàng lựa này rất là nhiều. Bởi vì là khi mình mua hàng công thì nó bắt buộc là nó phải có cái bi nó bị thiếu cạnh này, rồi bi tim xấu này. Nói chung là nó về nó rất là ra được khó ra được gỗ cho các bác đặt luôn. Đó, nên là em chỉ mua hàng lựa, mua hàng lựa cục, thì những cục nào mà vuông đẹp thì em sẽ mua. Thì như cái hàng này thì các bác đặt thì các bác cứ yên tâm, tại vì là hàng bên em là chỉ mua hàng lim cục lựa này thôi. Thì hiện tại là cái này thì khách bên em đặt là chỉ dài hơn 2 mét thôi, nên là cái bi này thì nó cũng ngắn. Ngoài ra thì bên em có nhận tất cả mọi đơn hàng nha. Nếu mà dài nhất bên em nhận thì nó sẽ dài tầm 58 nha. Còn về chiều dày thì bên em sẽ nhận từ 10 phân trở lên. Đó, 10 phân trở lên. Và hàng thì về kích thước hai tấm ghép lại thì bên em nhận từ 1m7 cho tới 2m2. Đó, thì nếu mà bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em đặt hàng bên em. Thì bên em nói chung thì các quy trình mà sẽ hàng thì bên em sẽ quay trực tiếp cho những các bác đặt hàng xem thực tế luôn nha. Rồi, bây giờ em sẽ chuyển qua cái bộ thứ hai. Thì cái bộ này là bộ thứ hai. Bộ này thì em sẽ dài 15 phân. Bộ này thì khắp bên em thì cũng đã đặt rồi. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy được vần vèo rất là đẹp luôn, hàng liền lạc nguyên khối 100% luôn. Đó, hàng đặt thì khi các bác đặt thì lúc sẽ em sẽ quay video gửi cho các bác, hoặc là có thể là gọi bác nào mà muốn á, trong lúc sẽ các bác muốn xem trực tiếp thì em sẽ gọi video trực tiếp cho các bác xem luôn. Đó, nên là các bác cứ yên tâm. Ngoài ra thì bên em khi mà các bác đặt hàng trước nha, khi mà các bác đặt hàng mà trước thì em sẽ nhận giá nó sẽ thấp hơn so với lúc là cắt ra rồi. Nếu mà cắt ra rồi, nếu mà hàng đẹp, vân đẹp thì em sẽ, nói chung thì em sẽ giá sẽ cao hơn, nói chung là tầm 5-7 tới 7 triệu một bộ. Đó là điều trắng luôn. Còn khi các bác đặt trước thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà hàng thì em vẫn bao đẹp không nứt cho các